Rồi chào anh em, bây giờ sang sẻ video này thì thể theo yêu cầu của anh em là mua một sản phẩm khác sẽ được tặng một cái móc khóa nè. Đó thì anh em nào có nhu cầu thì kèm nè, kèm số ra. Ai những ai muốn mua nhưng mà chưa muốn mua ha, tức là hồi đó giờ rất là muốn mua nhưng mà đợi giảm giá hay là khuyến mãi gì đó, thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ được mua một sản phẩm trên 200.000, một hóa đơn trên 200.000 ha. Hóa đơn trên 200.000 anh em sẽ được tặng một cái móc khóa này của Makita. Rồi một móc khóa ha, móc khóa thì mình không có bán nha anh em, móc khóa thì mình không có bán tại vì số lượng nó có giới hạn thôi, cho nên là để dành tặng phẩm, dành tặng phẩm. Anh em nào muốn đổi quà thì chúng ta đủ điểm rồi thì cứ 100 điểm anh em sẽ được một cái móc khóa này, anh em sẽ được 100 điểm ha. Thì ở đây là những chiếc kìm của Sonda, Sonda mà nó khi nào có khuyến mãi lắm. Thì hôm nay anh em mua cái này sẽ được tặng một cái sản phẩm này. Và nếu như anh em chuyển khoản ha, nếu như anh em chuyển khoản sẽ được bên mình bao ship nữa. Bao ship nha, tức là không cần quá đơn bao nhiêu, mình không cần biết, 150 thì không biết, mua sản phẩm kìm của Sonda. Lưu ý là những cái kìm của Sonda thì ở trên đây là hiện tại là mình không có giới thiệu hết. Anh em có thể lên website mà anh em đặt hàng trên đó luôn cũng được. Thì bên mình sẽ bao ship cho anh em, không cần chuyển khoản, không cần hóa đơn trên 300.000, cứ đặt hàng là sẽ chuyển khoản sẽ được bao ship. Lưu ý là chuyển khoản nha, tại vì ship code thì nói chung là nó có nhiều cái nguy cơ lắm, cho nên là mình sẽ không có ưu đãi cho những anh em nào mà ship code. Mình chỉ là ưu đãi cho những anh em chuyển khoản thôi ha. Còn cái này trên 200.000 thì anh em sẽ được một cái móc khóa ha, mặc định luôn, trên 200.000 sẽ được một cái móc khóa như thế này. Rồi một cái kìm mà thì mình giới thiệu sơ ngang thôi, vì giới thiệu cái này nó nhiều lắm rồi, anh em có thể xem lại, tìm trên YouTube có chữ Sonda vô thì ra những cái video clip của bên mình. Kìm điện, cái này là kìm đầu mạch, thì cái dòng xanh này dòng tốt hơn cái dòng này tí xíu ha, tốt hơn cái dòng cán nhúng. Thì ở đây là cái tu Sonda này là nó dòng power nè, dòng power ha. Chiều dài của nó là 200 mm, nó cắt được ở đây là 3.2 đối với đinh thép và 2.0 đối với inox ha, đối với inox. Còn dây đồng thì 4 ly. Kìm rất là tốt ha, nói chung là cái kìm này thì hơn hẳn kìm mà đang bán tại Việt Nam, kìm Fuya tại Việt Nam ha. Giá của nó là 435.000 em, 435.000, mã đặt hàng của nó là TT1508, 435.000. Kìm nhọn đó. Kìm nhọn, cái hàng này là make in Japan hết nha anh em. Kìm nhọn chiều dài 150 mm, cái này giá của nó là 338.000, TT1606, 338.000 nha, giá chưa ship. Cái này thì cán nhúng, cán bình thường trồng vô, còn này là cán nhúng. Chiều dài cũng là 150 luôn, cái này giá của nó là 235.000, mã đặt hàng của nó là TT1605, 235.000. Kìm mở phe thì mình ở đây mình có hai cỡ, là cỡ 175 và cỡ 125. Cái đầu phe của nó, cái đầu phe cỡ 125 á thì là 1.4 ly, cái đầu ở trên á 1.4 ly, và nó mở được phe là từ 12 đến 25. Đây là thông số, anh em chịu khó về xem cái bao bì để chúng ta sử dụng đúng cách đó anh em ha, sử dụng đúng cái thông số ở trên này nè, để mà cái kìm mình nó được bền ha. Chiều dài là 125 nha, và giá của cây này là 365.000, mã đặt hàng của nó là TT1805, TT1805 ha, giá 365.000, hàng made in Japan nha, hàng chuẩn nội địa Nhật. Cây này 175 ly, cây này thì đầu phe của nó là 1.8 ly, và nó mở được cái phe từ 19 đến 40 mm, tức là cái đường kính của cái phe. Giá của cây này là 370.000, mã đặt hàng của nó là TT1801, 370.000 ha, 370.000. Kìm cắt đinh,
kìm càng cua, gọi là kìm càng cua. Thì cái này chiều dài của nó là 150mm, cắt được cái dây thép là 2.6 ly và dây đồng là 3.2 ly ha. Đó. Dây inox là 1.6 ly, inox thì là 1.6. Chúng ta có thể cắt được những cái những cái sợi đát, sợi che đang may rồi đó. Giá của nó ở đây là 310.000 TT1705. 310.000 ha, hàng nội địa hết nha anh em. Mình sẽ không có nói lại nữa. Đây là hàng chuẩn Make in Japan hết, hàng tốt. Đây là cái cây kìm cắt cáp dây điện, cắt cáp điện. Đây là dùng để cắt cáp IV và cáp VCTF. Cáp VCTF thì chúng ta sẽ cắt được 13 ly ha. IV cũng vậy, cắt được 13 ly đường kính ngang, 13 ly. Đó. Không có cắt được cắt thép nha anh em, lưu ý là chỉ cắt được cáp đồng, mà cáp là cáp IV á. Cái IV 13 ly. Đó. Thì cái công dụng của kìm cắt cáp là nó sẽ cắt cái mặt phẳng, nó sẽ đẹp, nó không bị te tua và nó không có bị móp cái sợi dây cáp. Đó, đây là dòng lớn nhất của hãng rồi, tức là dòng cầm tay á, dòng cầm tay là lớn nhất rồi, CA60. Chiều dài là 250. Cắt tối đa là 13 ly. Cây này giá của nó là 355.000 anh em, 355.000. Mã đặt hàng của nó là TT2204 với giá là 355.000. Cây này là cái kìm điện, kích thước của nó là 175 ly. À, mình có cây 150 nữa nha, cây 150, 175, cây 200. Thì đây là cây 175, thì anh em có thể lên website anh em đặt cho nó cũng được. Và anh em chỉ khoản đơn hàng không cần là bao nhiêu hết, chỉ cần đặt hàng thì bên mình hôm nay sẽ bao ship cho anh em ha. Đối với những hàng kìm Sonora nha, mình đang nói về hãng Sonora, kìm Sonora, và cứ đơn hàng trên 200.000 thì chúng ta sẽ được một cái móc khóa này. Giá 295.000 kìm điện, kìm nội bằng thì nó cắt được dây inox á, là 2 ly, đinh là được 2 ly 6, nhưng mà em có thể cắt 3 ly được, và dây đồng là 3 ly 6 ha. Rồi thì giá của cây này là 295.000. Mã đặt hàng của nó là TT1504 với giá là 295.000. Giá chưa có ship nha, chưa ship. Cái cây này không phải là mình cắt đâu nha, mà chắc lẽ là nó chày gì đó, nó chày thôi, nó chày cái lớp mà mã thôi, chứ mình không có sử dụng, chưa có cắt cái cây này lần nào. Rồi đó là một số cái sản phẩm mình giới thiệu sơ ngang cho anh em. Thì anh em có thể đặt thêm những sản phẩm khác của Sonora ở trên website ha. Chào anh em, chào cả nhà.